là chiến đấu cơ hiện đại bậc nhất thế giới, với đơn giá lên tới 200 triệu mỗi chiếc. Sở hữu công nghệ tàng hình gần như hoàn hảo, tích hợp khả năng tác chiến điện tử cùng trí tuệ nhân tạo kèm khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn. Tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II đã trở thành chiến đấu cơ đắt đỏ nhất mà xứ sở cờ hoa từng chế tạo, xứng đáng là con dã thú cai quản bầu trời nước Mỹ. Được mệnh danh là rồng lửa của nước Nga, S-400 là hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại bậc nhất thế giới. Nó gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi đối thủ khi dám xâm nhập vùng trời mà nó cai quản. Hãy đừng rời mắt khỏi màn hình, vì ngay bây giờ, hãy cùng Hồ Mang Quân Sự giải mã cuộc đọ sức giữa hai vũ khí hiện đại bậc nhất thế giới hiện tại. Tất nhiên, phân tích vẫn chỉ là phân tích. Môi trường trên chiến trường thực tế đang thay đổi nhanh chóng. Cuộc đọ sức giữa hai cường quốc vẫn còn nhiều biến số. F-35 là một trong những máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới. Và cũng là máy bay chiến đấu đầu tiên trên thế giới được thiết kế hoàn toàn phù hợp với yêu cầu chiến tranh thông tin. Trên chiến trường, máy bay chiến đấu F-35 tồn tại như một nút trên mạng điều hành thông tin, nâng cao khả năng của phi công trong việc nắm bắt tình hình chiến trường và chia sẻ thông tin với các vũ khí, thiết bị khác. Không chỉ được đưa vào chiến đấu mà còn cung cấp hỗ trợ thông tin cho các máy bay chiến đấu khác tấn công. Bản thân máy bay chiến đấu F-35 có khả năng tàng hình tốt, diện tích mặt cắt phản xạ radar khoảng 0,1 m², có thể đạt được khả năng tàng hình tối đa dưới sự phát hiện của radar vì sóng. Nhưng khi tần số radar giảm xuống mức 6 m hoặc tăng lên 6 mm, diện tích mặt cắt phản xạ radar sẽ lớn hơn và nguy cơ bị lộ sẽ tăng lên. Tuy nhiên, trong chiến tranh hiện đại, giá trị của tiêm kích tàng hình là giảm thiểu khoảng cách bị radar đối phương phát hiện, khiến mạng lưới radar cảnh báo sớm tầm xa của đối phương không còn hiệu quả. Trong khi tiêm kích tàng hình có thể xâm nhập sâu vào đối phương và đá mở hàng phòng ngự của đối phương. Tuy nhiên, ở đâu có giáo thì ở đó có lá chắn. Kể từ khi máy bay chiến đấu tàng hình F-117 của quân đội Mỹ gặp sự cố ở Baikal, các nước trên thế giới đã phát triển hàng loạt radar để chiến đấu và phát hiện máy bay chiến đấu tàng hình. Đối mặt với thách thức này, tiêm kích 35 đã thay đổi cách thức thực hành của tiêm kích tàng hình F-117 là thả bom dẫn đường chính xác qua đầu của đối thủ và cải thiện khả năng tấn công bằng cách tăng cường vũ khí tên lửa. Trong những năm gần đây, máy bay chiến đấu F-35 đã thử nghiệm nhiều loại tên lửa tàng hình, tất cả đều có thể phóng từ bên ngoài khu vực phòng thủ. Chúng bao gồm tên lửa chống bức xạ AAR-GM-IA và tên lửa tấn công tầm xa chung AGM-158. Tên lửa đầu có tầm bắn 200 km và được thiết kế để đối phó với radar. Tên lửa sau có tầm bắn 380 km và được sử dụng để tấn công hệ thống. Ngoài ra, máy bay chiến đấu F-35 còn có thể đóng vai trò là nút cảm biến trên không, truyền thông tin đến máy bay ném bom phía sau và phóng tên lửa hành trình để tấn công. Vì vậy, đối với các hệ thống phòng không hiện đại, tiêm kích F-35 là đối thủ đau đầu và làm thế nào để phát hiện và tiêu diệt nó là một thách thức lớn. Hệ thống tên lửa phòng không S-400 là hệ thống tên lửa phòng không mới nhất được Nga phát triển dựa trên hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 PM-U-2 Pride, có tầm bắn lên tới 400 km và độ cao phóng tối thiểu là 1,2 km. Có thể gọi là tên lửa toàn năng, có thể bắn từ độ cao lớn đến độ cao thấp, từ tầm xa đến tầm trung và tầm ngắn. Không quá lời khi nói rằng hệ thống tên lửa phòng không S-400 là một trong những vũ khí phòng không và chống tên lửa tiên tiến nhất thế giới. Hệ thống tên lửa phòng không S-400 có hai ưu điểm lớn. Thứ nhất, nó có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo chiến thuật đang bay tới. Và thứ hai, nó có khả năng phát hiện và đánh chặn máy bay chiến đấu tàng hình. Việc hệ thống tên lửa phòng không S-400 có thể đánh chặn mục tiêu tàng hình hay không chủ yếu phụ thuộc vào ba khía cạnh. Một là liệu radar có thể phát hiện được máy bay tàng hình hay không. Đơn vị chiến đấu cấp trung đoàn tên lửa phòng không S-400 có nhiều hệ thống radar như radar mảng pha tầm xa 64H6, radar mảng pha 55ZH6M,
radar dẫn đường chiếu sáng 36H6 và radar tầm thấp 76H6. Radar làm mù, bao phủ dài tần rộng, có khả năng phát hiện và chống nhiễu rất mạnh. Trong số đó, radar Neowarmer là hệ thống radar 6m chuyên dùng để phát hiện mục tiêu tàng hình. Tuy nhiên, đó không phải là radar mà là một dàn radar gồm 3 radar mảng pha chủ động gắn trên xe ở các dải tần khác nhau. Ở chế độ quét vòng tròn, hệ thống radar có thể theo dõi tới 200 mục tiêu trên không trong phạm vi độ cao 300 và 600 km. Ở chế độ quét khu vực, nó có thể theo dõi khoảng cách lên tới 1.800 km và độ cao 1.200 km. Các mục tiêu tàng hình trên không có diện tích mặt cắt phản xạ radar là 0,05 m2, được phát hiện ở khoảng cách khoảng 100 đến 200 km. Thứ hai là liệu tên lửa có thể bắn hạ máy bay tàng hình hay không. Hệ thống tên lửa phòng không S-400 có 3 loại tên lửa phòng không, bao gồm loạt 48N6, loạt 9M96 và loạt 40N6 mới nhất. Ngay cả tên lửa đánh chặn 48N6 kiểu cũ cũng có khả năng quá tải cơ động hơn 20G. Về mặt lý thuyết là đủ để đối phó với máy bay chiến đấu F-35 có khả năng quá tải dưới 10G. Ngoài ra, tên lửa đánh chặn dòng 9M96 chịu trách nhiệm đánh chặn tầm trung và tầm ngắn, được gọi là đánh chặn át chủ bài của hệ thống tên lửa phòng không S-400. Độ cao đánh chặn thấp tới 5m, đủ để đánh chặn máy bay tàng hình xâm nhập ở độ cao thấp. Ngoài ra, Nga cho biết họ đã phát triển bom cỡ nhỏ 9M96. Đây là loại tên lửa phòng không đầu tiên sử dụng đầu dò radar chủ động, kết hợp với ngòi nổ tiên tiến và khả năng siêu cơ động ở giai đoạn cuối. Độ chính xác khi bắn trúng của nó đã đạt tới mức rất cao. Thứ ba là liệu tầm bắn có thể đẩy lùi máy bay tàng hình hay không. Nếu tiêm kích F-35 tấn công bằng cách thả bom từ trên không, hệ thống tên lửa phòng không S-400 có thể dễ dàng đánh trúng đối thủ. Tuy nhiên, tiêm kích 35 được trang bị tên lửa tàng hình tầm xa, ngay cả khi không sử dụng tầm bắn tối đa để đảm bảo hiệu quả tấn công, nó vẫn có thể phóng tên lửa chống bức xạ tàng hình ở cự ly trên 150 km hoặc phóng tên lửa hành trình tàng hình ở trên 300 km. Đặc biệt, khi sử dụng tên lửa tấn công tầm xa Trung AGM-158, hệ thống tên lửa phòng không S-400 phải sử dụng tên lửa có khoảng cách đánh chặn xa hơn để đánh chặn. Đây là tên lửa phòng không 40N6 mới nhất, có tầm bắn lên tới 400 km. Đây là loại tên lửa tầm xa chủ yếu được sử dụng để đánh chặn các mục tiêu khí động học. Chính vì sự tồn tại của tên lửa phòng không 40N6, có thể nói hệ thống tên lửa phòng không S-400 có khả năng răn đe tiêm kích 35 lang thang ngoài khu vực phòng không, kể cả khi không thể bắn hạ chúng ở mức cực điểm. Khoảng cách, chúng có thể buộc đối phương phải phóng tên lửa sớm và để lộ vị trí để hỗ trợ cho các đòn tấn công tiếp theo. Đối đầu hệ thống, sự so sánh kỹ thuật trên không phản ánh thực chiến. Trên thực tế, sự cạnh tranh giữa các loại vũ khí và trang bị riêng lẻ trong chiến tranh hiện đại không có ý nghĩa gì nhiều. Bởi vì ngay cả những thiết bị tiên tiến như máy bay chiến đấu F-35 và hệ thống tên lửa phòng không S-400 cũng dễ bị tổn thương sau khi rời khỏi hệ thống chiến đấu. Trong chiến đấu thực tế, thân máy bay chiến đấu F-35 sẽ được theo sau bởi máy bay cảnh báo sớm, máy bay gây nhiễu điện tử, máy bay ném bom chiến lược và hệ thống phòng không S-400 cũng sẽ nằm trong hệ thống phòng không nội địa hoàn chỉnh và sẽ được trang bị với hệ thống điện tử Krasuha 4. Hệ thống chiến đấu thông tin rõ ràng, hệ thống phòng không tầm ngắn, pháo binh và pháo binh tầm ngắn Fenchit S-1, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung MACE và hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn THOR-M1 sẽ hoạt động với sự hỗ trợ mạnh mẽ. Tất nhiên, cũng có nhiều lực lượng tác chiến trên không tham gia. Các vệ tinh trinh sát, vệ tinh tác chiến điện tử, vệ tinh truyền tiếp liên lạc của cả hai bên cũng sẽ liên tục truyền thông tin trở lại mặt đất. Một khi sương mù trên chiến trường tan đi, tình hình sẽ thay đổi nhanh chóng. Dù là máy bay chiến đấu F-35 hay hệ thống tên lửa phòng không S-400, chúng sẽ chiến đấu theo hệ thống tương ứng của mình và trở thành một nút trong cuộc chiến. Tốt hơn và tệ hơn không chỉ phụ thuộc vào hiệu suất của từng cá nhân,
mà còn phụ thuộc vào khả năng thông tin của nó có đủ khả năng chiến đấu hay không, và khả năng chiến đấu của toàn hệ thống. Bạn có nhận xét như thế nào về cuộc đọ sức cân tài này? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Còn bây giờ, Hồ Mang Quân Sự xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn.